chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chương trình thứ 5 ngày 24 tháng 9 và bây giờ như thường lệ là những nội dung chính sẽ có trong chương trình. Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh triển khai lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh. Xã Phùng Câu, huyện Văn Giang điểm sáng trong giữ gìn nâng cao các tiêu chí nông thôn mới. Nông dân các địa phương tập trung thu hoạch lúa mùa và trồng cây vụ đông. Những phụ nữ điển hình cho phong trào thi đua yêu nước. Lực lượng chức năng xử phạt các phương tiện chở hàng hóa quá tải trên 6,4 tỷ đồng. Thưa quý vị và các bạn, sáng nay, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh tổ chức hội nghị triển khai lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về xây dựng nông thôn mới cấp tỉnh. Đồng chí Phạm Thị Tuyến, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hội nghị. Theo kế hoạch, Ban Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì hướng dẫn Mặt trận Tổ quốc huyện, thị xã, thành phố lấy ý kiến của người dân các xã phường thị trấn trừ các phường thuộc thành phố Hưng Yên, thời gian từ ngày 24 tháng 9 đến ngày 30 tháng 9 năm 2020. Phiếu lấy ý kiến người dân gồm 11 câu hỏi nội dung về quy hoạch, hệ thống giao thông, cảnh quan môi trường, an ninh trật tự, đời sống nhân dân, huy động sức dân trong xây dựng nông thôn mới, giải quyết các thủ tục hành chính, hoạt động của cán bộ Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể ở cấp xã. Tỷ lệ lấy ý kiến là 10% số hộ gia đình của các xã phường thị trấn. Mục đích nhằm đánh giá khách quan kết quả xây dựng nông thôn mới, nắm bắt kịp thời tâm tư nguyện vọng, phát huy vai trò chủ thể của người dân. Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phạm Thị Tuyến yêu cầu cán bộ mặt trận triển khai thực hiện việc lấy ý kiến cần đảm bảo khách quan đúng quy trình, đại diện cho tất cả các tầng lớp nhân dân. Bên cạnh đó, phải tích cực tuyên truyền giải đáp thắc mắc của người dân về các vấn đề trong xây dựng nông thôn mới. Xã Phùng Công, huyện Văn Giang không chỉ là địa phương đi đầu trong công tác xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, mà còn là điểm sáng trong công tác giữ gìn và nâng cao các tiêu chí, nhất là trong chỉ đạo tổ chức sản xuất, nâng cao thu nhập, nâng cao đời sống cho người dân. Ghi nhận của Mạnh Khởi, Phan Phiên. Nằm sâu trong ngõ nhỏ, nhưng đã vài năm nay, xóm nhỏ này của thôn Ngò đã không còn hiu hắt, xa xôi hẻo lánh, mà thay vào đó là một phong cảnh hữu tình, phong quang sạch đẹp. Ngõ xóm nhỏ hẹp, ngoằn nghèo ngày nào, giờ đã được nâng cấp chỉnh trang, mở rộng khang trang. Đây chính là kết quả của chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới. Tuy nhiên, đây chỉ là một phần nhỏ, cái được lớn hơn tất cả, đó là tư tưởng, nhận thức, niềm tin của người dân. Nông thôn mới do có chuyển hóa về vấn đề chuyển đổi cây trồng mà đời sống của nhân dân Phùng Công đổi mới. Rất tin tưởng vào đường lối của Đảng về cái nông thôn mới hiện nay, chúng tôi có trách nhiệm là giáo dục con cháu để thực hiện giữ gìn bản sắc, giữ gìn cái nét văn hóa đậm đà của Phùng Công đã đạt được. Nhờ làm tốt công tác tuyên truyền nên ngay từ khi bắt tay vào xây dựng nông thôn mới, xã Phùng Công luôn nhận được sự ủng hộ cao của nhân dân. Với phương châm giữ gìn và nâng cao các tiêu chí nông thôn mới chính là giữ gìn và nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho nhân dân. Vì thế, mọi tầng lớp nhân dân đều phải nâng cao nhận thức, ý thức và có tinh thần trách nhiệm chung. Mỗi công trình sau khi hoàn thành đều được xã giao trách nhiệm cho từng ngõ xóm, khu phố quản lý. Trường hợp muốn tu sửa, làm mới nội dung tiêu chí, thôn đều bàn bạc thống nhất ở khu dân cư trước khi đề xuất với ban chỉ đạo xã. Với công trình xã quản lý cũng được bàn bạc công khai lấy ý kiến người dân. Đây cũng là quan điểm chỉ đạo xuyên suốt của ban chỉ đạo nông thôn mới xã. Hàng tháng chi bộ thì đã họp và ra cái nghị quyết chuyên đề để giữ gìn và nâng cao tiêu chí mà đã đạt được gọi là khu vực nông thôn mới. Đấy, thì ngoài cái việc ra nghị quyết đó ra thì công tác tuyên truyền cũng được coi như là chi bộ là tuyên truyền đến đảng viên trong chi bộ, thì thông qua các cái ngành đoàn thể thì tiếp tục tuyên truyền đến các cái hội viên ở trong ngành đoàn thể của mình. Đấy, và tuyên truyền đến các cái hộ dân sống xung quanh mình. Trong 10 năm tổ chức xây dựng nông thôn mới, Phùng Công đã thực hiện thi công nâng cấp tu sửa 28 công trình với tổng kinh phí khoảng 200 tỷ đồng.
Dự kiến giai đoạn 2021-2025 sẽ tiếp tục huy động 290 tỷ đồng để xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu, chủ yếu tập trung vào việc xử lý nước thải, rác thải, các công trình phục vụ sản xuất và công trình phúc lợi khác. Đảng ủy ban đang triển khai thực hiện quy hoạch nơi sản xuất làm mô hình trọng điểm các hệ thống đường mương máng, đảm bảo cho người dân sản xuất để có thu nhập cao. Với mục tiêu trở thành đô thị loại 5 vào năm 2020, thời gian qua, xã Đình Cao, huyện Phù Cừ đã tập trung các nguồn lực để phát triển kinh tế, xây dựng hạ tầng đô thị. Hiện xã Đình Cao đã và đang triển khai các dự án về giao thông, khu dân cư đô thị, chỉnh trang trường học và nâng cấp cải tạo nghĩa trang liệt sĩ. Với các dự án này, bên cạnh nguồn hỗ trợ từ tỉnh và huyện, xã đã đầu tư hơn 30 tỷ đồng. Trong phát triển kinh tế, xã đẩy mạnh chăn nuôi tập trung xa khu dân cư, có một hợp tác xã chăn nuôi được chứng nhận Việt Gáp. Cơ cấu kinh tế của xã chuyển dịch theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp, thương mại và dịch vụ. Tỷ lệ lao động phi nông nghiệp đạt 67%, thu nhập bình quân đầu người năm 2020 ước đạt 60 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo còn 1,42%. Đánh giá với các tiêu chuẩn theo quy định đô thị loại 5, xã Đình Cao đạt 85 trên 100 điểm. Hiện xã đã đề nghị huyện và các cấp có thẩm quyền công nhận đạt đô thị loại 5. Nhằm đẩy mạnh phát triển kinh tế xã hội, đến nay, các địa phương trong tỉnh đã thu hút được nhiều doanh nghiệp vào đầu tư, thúc đẩy dịch vụ thương mại phát triển. Dự án chợ, nhà ở và trung tâm thương mại Như Quỳnh trên địa bàn huyện Phát Lâm được chủ đầu tư là công ty trách nhiệm hữu hạn Phương Anh triển khai xây dựng từ cuối năm 2014. Đến nay, giai đoạn 1 của dự án đã cơ bản hoàn thành, tạo điểm nhấn về cơ sở hạ tầng dịch vụ thương mại cho khu vực trung tâm huyện Phát Lâm và các địa phương lân cận. Đây là dự án có quy mô lớn với tổng mức đầu tư khoảng 600 tỷ đồng. Giai đoạn 1 của dự án có diện tích trên 4,2 ha, gồm các hạng mục trung tâm thương mại cao tầng, khu chợ và nhà ở. Đến nay, dự án đã hoàn thiện các hạng mục chính của công trình và đưa vào sử dụng. Dự án là một trong những điểm nhấn nhằm hoàn thành mục tiêu đưa Văn Lâm trở thành đô thị loại 3 vào năm 2025. Thời điểm này, bà con nông dân trên địa bàn tỉnh đang đẩy nhanh tiến độ thu hoạch lúa mùa, khẩn trương làm đất và chuẩn bị giống vật tư, gieo trồng các loại rau màu vụ đông theo đúng lịch thời vụ. Vụ đông năm nay, toàn tỉnh có kế hoạch trồng trên 10.000 ha cây rau màu các loại, tập trung nhiều tại các huyện Ân Thi, Phù Cừ, Kim Động. Để cây vụ đông sinh trưởng phát triển tốt theo đúng khung thời vụ, bà con nông dân đang áp dụng phương châm thu hoạch lúa đến đâu, trồng cây vụ đông luôn đến đó. Đến nay, toàn tỉnh đã thu hoạch được trên 1.000 ha lúa và trồng được trên 1.400 ha cây vụ đông, chủ yếu là cây bí các loại. Ngành nông nghiệp và các địa phương trên địa bàn tỉnh đang tích cực tuyên truyền nhân dân khẩn trương thu hoạch diện tích lúa chín, đồng thời làm đất chuẩn bị cây giống, sẵn sàng phục vụ gieo trồng theo khung thời vụ quy định. Trong những năm qua, huyện Yên Mỹ luôn quan tâm đầu tư phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, phát triển các vùng sản xuất chuyên canh tập trung. Nhờ đó đã góp phần nâng cao thu nhập cho bà con nông dân, cũng như phong trào xây dựng nông thôn mới. Phát huy lợi thế, tiềm năng sản xuất nông nghiệp của từng địa phương, huyện Yên Mỹ đã quy hoạch các vùng trồng rau ổi tại xã Hoàn Long, vùng trồng rau tại xã Yên Phú, Việt Cường, cây có múi tại xã Minh Châu, lúa nếp tại Trung Hòa. Toàn huyện có 3 sản phẩm OCOP 3 sao. 94 hectare đã được chứng nhận Việt Gáp. Trong năm 2020, dự kiến tăng thêm gần 60 hectare. Huyện Yên Mỹ cũng tạo điều kiện cho 33 hợp tác xã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, qua đó nâng cao giá trị canh tác trên 1 hectare, đạt gần 200 triệu đồng một năm. Hiện tại, huyện Yên Mỹ đang đẩy mạnh thu hút đầu tư vào lĩnh vực chế biến nông sản, tìm thị trường tiêu thụ ổn định, góp phần phát triển nông nghiệp bền vững. Quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Thưa quý vị và các bạn, những năm qua, phong trào thi đua yêu nước đã trở thành động lực mạnh mẽ để các cấp hội phụ nữ tỉnh Hưng Yên phát huy truyền thống và vai trò của phụ nữ thông qua các hoạt động ý nghĩa thiết thực. Từ đó xuất hiện nhiều tấm gương điển hình năng động sáng tạo trong học tập, lao động và sản xuất, là đầu tàu thúc đẩy các phong trào thi đua yêu nước ở địa phương. Những năm qua,
bà Nguyễn Thị Triều, chi hội phó, chi hội phụ nữ thôn La Tràng, xã Cẩm Ninh, huyện Ân Thi đã làm thay đổi nhận thức và hành động của chị em phụ nữ đây đây. Từ một cơ sở hội chưa có nhiều hoạt động, đến nay bà đã thu hút chị em thực hiện tốt nhiều cuộc vận động phong trào thi đua, đặc biệt là mô hình đường hoa phụ nữ kiểu mẫu và hú gạo tình thương. 5 năm qua, chi hội đã quyên góp được 1,5 tấn gạo, 21 triệu đồng tiền mặt, giúp đỡ 33 hội viên có hoàn cảnh khó khăn. Mình làm sao mình phải phấn đấu và tâm huyết lúc nào cũng gương mẫu, động viên chị em từ đấy thì chị em mới tâm huyết cùng với tôi mới xây dựng quê hương được. Chồng mất sớm, một mình nuôi 3 con nhỏ, nhưng không vì thế mà bà Hoàng Thị Nguyệt ở thôn Đặng Cầu, xã Trung Nghĩa chịu khuất phục trước số phận. Bà mạnh dạn đầu tư phát triển nghề trồng quất cảnh, diện tích hơn 1 hectare hàng năm cho thu lãi trên 1 tỷ đồng. Không những thế, bà còn tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo từ thiện, nhận đỡ đầu 2 cháu nhỏ mắc bệnh hiểm nghèo, mỗi cháu 1,2 triệu đồng một năm, dành hàng trăm triệu đồng để ủng hộ, hỗ trợ xây dựng nhà máy ấm tình thương, sinh kế cho chị em có hoàn cảnh khó khăn. Với phương châm bám sát địa bàn, tập trung các hoạt động ở chi tổ hội, tạo môi trường điều kiện để chị em có cơ hội phát triển, chị Đỗ Thị Xoan, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Châu, huyện Khoái Châu đã khơi dậy phong trào thi đua sôi nổi trong mỗi chị em nơi đây. Hiện Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Châu là một trong những đơn vị vững mạnh của huyện, có 2.100 hội viên, xây dựng đội ngũ cán bộ nòng cốt với 410 hội viên. Nhiều phong trào thi đua phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới, xây dựng gia đình ấm no hạnh phúc được thực hiện tốt. Với sự chỉ đạo của đồng chí thì đối với hội viên của chúng tôi là cũng đã vươn lên một cách rõ rệt về thay đổi về cây trồng hay là về con giống để chăn nuôi, và từ đó chị em cũng đã làm chủ được cuộc sống và đưa gia đình là phát triển một cách rõ rệt. Từ các phong trào thi đua yêu nước, chị em phụ nữ trên địa bàn tỉnh đã cụ thể hóa bằng những phần việc, những hoạt động thiết thực, ngày càng tạo sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng, góp phần không nhỏ vào sự phát triển kinh tế xã hội của từng địa phương nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung. Viettel Hưng Yên vừa tổ chức khánh thành và bàn giao nhà tình nghĩa cho gia đình ông Lê Nguyên Long, hộ nghèo tại thôn Phương Trung, xã Phương Triều, thành phố Hưng Yên. Ông Lê Nguyên Long xây nhà mới có tổng diện tích sử dụng gần 100 mét vuông với trị giá là trên 150 triệu đồng. Trong đó, Viettel Hưng Yên đã hỗ trợ gia đình ông 90 triệu đồng. Được biết, đây là chương trình nhà 100 đồng do đoàn thanh niên thuộc Tổng Công ty Viễn thông Viettel phát động. Nhân dịp này, gia đình ông Long còn nhận được nhiều phần quà của nhiều tập thể cá nhân ở trong và ngoài xã Phương Triều. Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 thành phố Hưng Yên vừa tổ chức trao giấy chứng nhận hoàn thành cách ly y tế tập trung phòng chống dịch COVID-19 cho 37 công dân. Đây đều là những công dân nước Trung Quốc, là chuyên gia lao động tay nghề cao thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Jana Kuasa Việt Nam. Sau 14 ngày cách ly, từ ngày 10 đến ngày 3 tháng 9 tại khách sạn Thái Bình, các công dân đều được lấy mẫu xét nghiệm 2 lần và cho kết quả âm tính với dịch COVID-19. Trong hai ngày 22 và 23 tháng 9, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức cuộc thi học sinh phổ thông với ý tưởng khởi nghiệp tỉnh Hưng Yên năm 2020. Tham dự cuộc thi có 73 học sinh các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trên toàn tỉnh với 20 ý tưởng khởi nghiệp ở nhiều lĩnh vực như công nghiệp, chế tạo sản phẩm, nông nghiệp, dịch vụ, du lịch, giáo dục. Các nhóm tác giả phải thực hiện 2 nội dung là trưng bày gian hàng và thuyết trình về sản phẩm. Đây là sân chơi lành mạnh để học sinh phổ thông toàn tỉnh thể hiện trí tuệ, bản lĩnh, sức khỏe, nhiệt huyết của mình, phát huy tinh thần đổi mới, sáng tạo vì cộng đồng. Đồng thời là cơ hội để các em vận dụng các kiến thức, kỹ năng, đưa ra các sáng kiến, giải pháp, giải quyết các vấn đề thực tiễn, từ đó hình thành nên những ý tưởng sáng tạo, những dự án khởi nghiệp mang tính đột phá, mang lại giá trị hữu ích cho bản thân, cộng đồng và xã hội. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao 2 giải nhất cho nhóm học sinh trường trung học cơ sở Chu Mạnh Trinh, huyện Văn Giang và trường trung học phổ thông Hưng Yên. Nhằm tạo thuận lợi cho công tác quản lý, đồng thời bảo vệ tài sản, trang thiết bị các trường học, đến nay đã có trên 40 trường học tại huyện Khoái Châu triển khai lắp đặt camera an ninh.
Theo đó, nhiều trường học đã trích quỹ hoạt động thường xuyên, tiết kiệm cùng một phần xã hội hóa để lắp đặt hoàn thiện hệ thống camera và đưa vào sử dụng từ sớm như ở trường trung học cơ sở Nguyễn Thiện Thuật, trung học cơ sở Đông Kết hay trường mầm non Ông Đình. Hiện toàn huyện đã có trên 600 mắt camera giám sát được đặt chủ yếu tại phòng học, khuôn viên nhà trường, khu vui chơi của học sinh. Các góc quay của camera được điều chỉnh rõ nét qua hệ thống truyền dẫn dữ liệu. Ban giám hiệu các nhà trường trực tiếp quản lý theo dõi thông qua điện thoại hoặc các thiết bị thông minh. Việc đưa hệ thống camera học đường vào thực hiện không những giúp cho công tác quản lý, nhắc nhở hành vi của học sinh và giáo viên kịp thời, tránh gian lận trong thi cử mà còn đóng vai trò quan trọng để bảo vệ tài sản nhà trường, giảm thiểu các vụ việc mâu thuẫn bạo lực trong hệ thống giáo dục cơ sở. Thời gian gần đây, tình trạng kinh doanh hàng giả, hàng nhái, hàng lậu không chỉ xảy ra đối với nhóm hàng tiêu dùng như quần áo, giày dép, đồ điện tử, thiết bị gia dụng mà còn diễn ra khá phổ biến với những sản phẩm có sự ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe của người tiêu dùng như thực phẩm, rượu bia, nước giải khát và nhất là sữa bột. Khảo sát thực tế trên thị trường, sản phẩm sữa bột không rõ nguồn gốc xuất xứ, không tem nhãn phụ bằng tiếng Việt được bán công khai, tràn lan tại các cửa hàng bán lẻ. Những loại sữa này được người bán quảng cáo là sản phẩm chính hãng sản xuất tại nước ngoài, được vận chuyển về nước theo đường sách tay. Đặc điểm chung của sản phẩm sữa này là trên bao bì sữa không có tem, nhãn phụ bằng tiếng Việt. Tất cả các thông số, thông tin ghi trên sản phẩm đều bằng tiếng của nước sản xuất. Điều này gây ra không ít khó khăn cho người sử dụng. Vì nguồn gốc xuất xứ không rõ ràng, nên dễ bị các loại sữa giả, sữa kém chất lượng trà trộn. Qua ghi nhận tại trung tâm mua sắm hàng chính hãng Sa Bảo tại thị trấn Lương Bằng, huyện Kim Động, hỏi mua sữa bột cho trẻ em. Tại đây chúng tôi như lạc vào ma trận các loại sữa bột với hàng trăm hộp các loại được bày bán. Ngoài một số mặt hàng sữa bột được sản xuất trong nước thì phần lớn hàng của nước ngoài như sữa Messi hộp 800g sách tay trực tiếp từ Nhật loại cho trẻ dưới 1 tuổi có giá 450.000 đồng một hộp, loại từ 1 đến 3 tuổi 550.000 đồng một hộp, rẻ hơn hàng nhập khẩu từ vài chục đến cả trăm ngàn đồng. Cái hướng dẫn là đâu em ơi? Tem phụ. Đây là hàng người không có tem phụ ạ. Sách tay không có tem phụ ạ. Không riêng gì trung tâm mua sắm Gia Bảo mà tại nhiều cửa hàng khác trên địa bàn huyện Tiên Lữ, người tiêu dùng không khó để tìm mua được các loại sữa sách tay từ các nước Nhật Bản, Đức, Pháp, Mỹ, Hàn Quốc, Australia. Đơn cử như tại hai cửa hàng sữa Tuyết Nhung ở thị trấn Vương và siêu thị sữa Mạnh Hương ở xã Dị Chế, huyện Tiên Lữ. Việc bày bán các mặt hàng sữa nước ngoài không rõ nguồn gốc xuất xứ, không tem nhãn phụ bằng tiếng Việt được bán công khai. Hộp này nó không có hướng dẫn à? Cái này bọn em hàng sách tay nhỉ? Này cái hướng dẫn tiếng Việt nó đâu? Cái này ạ? Cái này của nó là không có phụ đề. Tại sao không phụ đề? Anh tưởng nhập thì phải có hướng dẫn là anh... Hàng nội địa đấy mới có á. Thế đây là hàng gì? Nhập khẩu á. Nhập khẩu á? Sách tay. À, sách tay. Thực tế, việc mua và sử dụng sữa sách tay không chỉ gây thiệt hại cho các hãng sản xuất, nhà phân phối sữa chính hãng trong nước mà còn ảnh hưởng đến chính sức khỏe của người tiêu dùng. Để ngăn chặn tình trạng kinh doanh tràn lan sữa nhập lậu, không rõ nguồn gốc xuất xứ, các lực lượng chức năng cần tăng cường giám sát, kiểm tra các cửa hàng kinh doanh sữa, xử lý các hành vi buôn bán hàng hóa nhập lậu, gian lận thương mại và hàng giả. Đồng thời, tuyên truyền phổ biến pháp luật nhằm nâng cao nhận thức của người dân khi lựa chọn các mặt hàng thực phẩm chức năng trên thị trường. Mới đây, đoàn kiểm tra liên ngành Ban chỉ đạo 389 thành phố Hưng Yên đã kiểm tra đột xuất cửa hàng kinh doanh thương mại Tiến Thủy ở chợ đầu xã Trung Nghĩa, thành phố Hưng Yên, phát hiện nhiều loại hàng hóa vi phạm. Các loại hàng hóa vi phạm gồm bánh kẹo đã quá hạn sử dụng ghi trên bao bì, nhiều sản phẩm hóa mỹ phẩm, dầu gội đầu, bánh kẹo, sữa bột trẻ em sản xuất ở nước ngoài không dán tem phụ. Tại thời điểm kiểm tra, chủ cơ sở không xuất trình được hóa đơn, chứng từ chứng minh nguồn gốc xuất xứ đối với các sản phẩm sản xuất ở nước ngoài không dán tem phụ. Đoàn kiểm tra liên ngành của Ban chỉ đạo 389 thành phố đã lập biên bản xử phạt cơ sở vi phạm 8,1 triệu đồng, đồng thời tịch thu buộc tiêu hủy toàn bộ hàng hóa hết hạn sử dụng, hàng không rõ nguồn gốc xuất xứ theo quy định của pháp luật. Từ đầu năm đến nay, lực lượng chức năng tỉnh Hưng Yên đã kiểm tra, xử phạt vi phạm hành chính đối với phương tiện vận tải hàng hóa chở quá tải gần 6,4 tỷ đồng. Theo đó, lực lượng cảnh sát giao thông tỉnh
đã phát hiện xử lý 407 trường hợp vi phạm, phạt gần 4,7 tỷ đồng. Trong đó, lực lượng liên ngành giữa Công an tỉnh và Sở Giao thông Vận tải phối hợp kiểm tra xử lý vi phạm về trọng tải, kích thước thùng xe là 43 trường hợp vi phạm, phạt gần 840 triệu đồng. Lực lượng thanh tra Sở Giao thông Vận tải đã lập biên bản xử lý 127 trường hợp vi phạm hành chính đối với phương tiện chở hàng hóa quá tải trọng xe và cầu đường, thu trên 1,7 tỷ đồng. Tước giấy phép lái xe, phù hiệu xe 42 trường hợp, cắt thành thùng 17 xe tải tự thay đổi kết cấu. Chương trình sẽ được tiếp tục với phần tin quốc tế. Liên quan tới bầu cử Tổng thống Mỹ sắp diễn ra vừa qua, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết ông không cam kết chuyển giao quyền lực một cách hòa bình nếu ông thua ứng cử viên Đảng Dân Chủ Joe Biden trong cuộc bầu cử vào ngày 3 tháng 11 tới. Phát biểu trong cuộc họp báo tại Nhà Trắng vào chiều tối ngày 23 tháng 9, khi được hỏi về cam kết chuyển giao quyền lực trong hòa bình sau ngày 3 tháng 11 nếu thất bại trước ứng cử viên của Đảng Dân Chủ Joe Biden, Tổng thống Donald Trump bày tỏ không tin tưởng về các lá phiếu bầu cử qua đường bưu điện và coi những phiếu bầu đó là một thảm họa. Ông nói rằng sẽ không có sự chuyển giao quyền lực một cách hòa bình và cho rằng kỳ bầu cử sắp tới sẽ kết thúc tại tòa án tối cao. Ông chủ Nhà Trắng nhiều lần tỏ ra nghi ngờ về tính hợp pháp của bầu cử, đồng thời nhấn mạnh rằng việc bầu cử qua thư có thể dẫn đến gian lận hoặc bị ảnh hưởng. Trong khi đó, phe Dân Chủ ủng hộ bỏ phiếu qua thư để đề phòng các cử tri mắc COVID-19. Hãng thông tấn Yonhap của Hàn Quốc đưa tin, một quan chức Hàn Quốc mất tích trên biển được cho là đã bị lính Triều Tiên bắn chết khi đang tìm đường đào tẩu sang miền Bắc. Yonhap dẫn nguồn tin tình báo ẩn danh ngày 24 tháng 9 cho biết quan chức 47 tuổi nói trên bị mất tích từ một tàu tuần tra ngư nghiệp hôm 21 tháng 9. Vị trí ông này mất tích cách ranh giới thực tế trên biển giữa Hàn Quốc và Triều Tiên khoảng 10 km về phía nam. Hiện vẫn chưa rõ lý do chính xác khiến quan chức 47 tuổi bị bắn. Theo một chỉ huy quân đội Mỹ tại Hàn Quốc, Triều Tiên đã hạ lệnh bắn chết để ngăn chặn virus SARS-CoV-2 xâm nhập vào nước này. Sau khi Tổng thống Belarus Alexander Lukashenko ngày 23 tháng 9 bất ngờ tuyên thệ nhậm chức nhiệm kỳ 6, hàng nghìn người biểu tình đã xuống đường để bày tỏ sự phản đối. Ngày 23 tháng 9, ông Lukashenko đã nhậm chức nhiệm kỳ thứ 6 trong một buổi lễ mà các quan chức không thông báo trước. Buổi lễ diễn ra sau nhiều tuần Belarus chứng kiến các cuộc biểu tình quy mô lớn phản đối kết quả của bầu cử trước đó. Sau khi ông Lukashenko tổ chức lễ nhậm chức, nhiều người xuống đường để phản đối, một số người chỉ trích ông Lukashenko bất ngờ tuyên thệ trong âm thầm mà không có sự tham gia của người dân và các nhà ngoại giao. Giới chức Belarus cũng bị cáo buộc chỉ công bố thông tin khi buổi lễ sắp kết thúc. Trở lại với căng thẳng biên giới Trung Quốc-Ấn Độ, các chỉ huy cấp cao của quân đội Trung Quốc và Ấn Độ hôm 23 tháng 11 đã nhất trí ngừng gửi thêm binh sĩ tới biên giới tranh chấp trên dãy núi Himalaya. Trong tuyên bố chung, sau các cuộc đàm phán, hai bên nhất trí tăng cường liên lạc trên thực địa để tránh hiểu lầm hoặc hành động có thể làm phức tạp thêm tình hình. Cũng theo tuyên bố, Ấn Độ và Trung Quốc nhất trí không thực hiện bất kỳ hành động đơn phương nào nhằm làm thay đổi tình hình trên thực địa. Truyền thông Nga đưa tin một máy bay chiến đấu Su-30 của nước này đã rơi ở khu vực miền Trung do bị tiêm kích khác bắn nhầm trong cuộc tập trận. Tiêm kích Su-30 đã rơi tại quân khu miền Tây hôm 23 tháng 9. Hai phi công trên máy bay kịp thời thoát hiểm, nhưng chiếc Su-30 đã bị phá hủy. Truyền thông Nga trích dẫn tin cho biết nguyên nhân gây ra vụ tai nạn là do một máy bay khác đã bắn nhầm vào tiêm kích Su-30 trong cuộc tập trận. Mặc dù các máy bay chiến đấu thường không mang theo đạn dược hoặc tên lửa trong quá trình diễn tập mô phỏng một cuộc chiến đấu trên không, nhưng ở thời điểm đó, chiếc Su-35 được cho là đã mang theo đạn pháo và vô tình bắn trúng đuôi của tiêm kích Su-30. Một nhóm nhà nghiên cứu Mỹ vừa công bố công trình nghiên cứu cho thấy nhiệt độ ấm lên đang tạo điều kiện cho thực vật phát triển mạnh mẽ tại hệ sinh thái lãnh nguyên ở vùng cực Bắc của trái đất. Theo công trình nghiên cứu này, cảnh quan tại Bắc Cực đang thay đổi dựa trên các quan sát từ vệ tinh trong nhiều thập kỷ. Các nhà khoa học nhận thấy hệ sinh thái tại đây đã trở nên xanh hơn do nhiệt độ đất và không khí ấm lên thúc đẩy sự tăng trưởng của thực vật. Quá trình xanh hóa Bắc Cực đại diện cho sự phát triển nhiều hơn và dày đặc hơn của thảm thực vật, cũng như sự xâm lấn của cây bụi thay cho các loại cỏ và rêu điển hình.
khi thảm thực vật thay đổi, nó không chỉ tác động đến động vật hoang dã mà còn ảnh hưởng đến những người dân sống trong khu vực và phụ thuộc vào hệ sinh thái bản địa để kiếm thức ăn. Công trình này là nghiên cứu đầu tiên đánh giá mức độ thay đổi của thực vật trên toàn bộ Bắc Cực, kéo dài từ Alaska và Canada đến vùng Siberia. Quý vị và các bạn thân mến, phần tin quốc tế đã kết thúc chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Thân ái chào tạm biệt. Bản tin dự báo thời tiết thủy văn Hưng Yên, đêm 24 ngày 25 tháng 9 năm 2020. Trời nhiều mây, đêm có mưa rào và dông vài nơi. Ngày giảm mây trời nắng, gió đông nam cấp 2, nhiệt độ cao nhất từ 31 đến 33 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 27 độ, độ ẩm thấp nhất ngày từ 75 đến 80%. Mực nước trên sông Hồng tại thành phố Hưng Yên, mực nước cao nhất 2m25, mực nước thấp nhất 1m45.